Xin chào tất cả các mẹ. Mình là Thanh Nga, hôm nay mình 32 tuổi. Còn đây là bé Ken nhà mình. Năm nay là con được 18 tháng tuổi rồi. Con chào các cô chú đi. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các mẹ một bí quyết mà mình tin chắc rằng là có rất nhiều mẹ đang quan tâm. Đó là làm thế nào mà để cho con phát triển một cách toàn diện nhất. Bản thân mình thì cũng là lần đầu tiên làm mẹ nên cũng có rất là nhiều những cái bỡ ngỡ. Từ khi mà sinh con ấy thì bản thân mình là cũng không có sữa nhiều để cho con bú. Chính vì thế mà con rất là còi, cũng như là con bị hay bị ốm vặt nữa. Thì khi mà bé Ken nhà mình được 7 tháng thì mình có đưa con đến bác sĩ để khám. Thì bác sĩ nói là con nhà mình là phát triển chậm hơn so với các bạn cùng với trang lứa, cũng như là con rất là hay bị ốm. Nên là cả gia đình mình ai cũng thấy rất là lo. Mặc dù là mình cũng đã cho con thì mình sử dụng rất là nhiều các loại sữa rồi, từ sữa nhập ngoại mua đắt tiền cũng có, hay là các cái sản phẩm sữa ở Việt Nam mình cũng có. Tuy nhiên thì con không uống thì không hợp tác, mà khi mà uống thì con cũng không thể có tác dụng gì cả. Thì mình cũng có đến gặp với chuyên gia dinh dưỡng thì đã được chuyên gia giới thiệu cho mình một loại sữa, đó là sản phẩm sữa non One Farm Mama A cộng này đây. Sản phẩm sữa A1 cộng này thì dành cho các bé từ 6 cho tới 36 tháng tuổi. Vì vậy là rất là phù hợp với bé Ken nhà mình. Khi mình tìm hiểu thì mình được biết cái sản phẩm sữa non này có các cái thành phần là đều được nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Trong đó có sữa non này, omega 3, 6, 9, DHA, và có các cái thành phần như là vitamin nữa, rất là tốt cho con. Nên là mình đã quyết định là mua về để cho Ken nhà mình sử dụng. Thì khi Ken nhà mình sử dụng trong vòng khoảng 2 tháng thôi thì trộm vía bé Ken nhà mình rất là hợp tác khi mà uống sữa này, bởi vì sữa rất là thơm và ngon. Khi mà bé sử dụng đã 2 tháng ấy thì mình thấy là bé đã phát triển được cân nặng. Trộm vía bây giờ trông con cũng rất là bụ bẫm, và bây giờ con cũng uống sữa thường xuyên và cũng ăn cháo cũng được nhiều hơn, và đặc biệt là con đã không còn ốm vặt như trước nữa. Thì mình thấy cái sản phẩm sữa này cũng rất là dễ uống nha các mẹ. Được đóng gói thành từng các gói như thế này, nên là khi mà các mẹ cho con uống thì mỗi lần là mình sẽ pha một gói như thế này. Đó, thì mình thấy cái sản phẩm sữa non One Farm Mama A cộng này con nhà mình đã sử dụng và có hiệu quả rồi, nên hôm nay mình muốn chia sẻ cho các mẹ. Thì những mẹ nào mà đang ít sữa, hoặc là mẹ nào mà chưa tìm được một cái loại sữa phù hợp cho con để con thông minh, khỏe mạnh cũng như là phát triển một cách toàn diện, thì hãy sử dụng ngay cái sản phẩm sữa non One Farm Mama A cộng này nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.